Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, cái việc thờ cúng là một cái điều hết sức quan trọng Nó thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn Thể hiện cái đạo lý là hiếu kính với tổ tiên, với các bậc thần linh Đúng không? Và hiện tại ở dân tộc Việt Nam thì hầu hết nhà ai cũng đều có một ban thờ Để thờ cúng thần linh, thờ cúng tổ tiên Đó. Và trong video ngày hôm nay thì có một bạn có hỏi tôi Bạn hỏi là, bạn tên là Nông Sản Phú Giang à bạn hỏi là Xin chào thầy ạ, à. em xem video hướng dẫn rất tỉ mỉ. Em muốn hỏi thầy một chút là nếu ta thờ cả ngai thờ, lư hương và đỉnh đồng thì đặt như thế nào cho đúng? Mong thầy hướng dẫn giúp em ạ. À. Cảm ơn thầy nhiều. À, thưa quý vị, thì trên bàn thờ thì khi mà sắp xếp chúng ta muốn sắp xếp ngai, đỉnh hay là lư hương hay là những các vật dụng khác như là chân nến hay là hạt thì chúng ta đầu tiên cũng cần phải biết một cái gọi là nguyên tắc sắp xếp bàn thờ, đúng không ạ? Nguyên tắc sắp xếp bàn thờ thì vậy thì ban thờ sắp xếp cho thế nào cho đúng, đúng không ạ? Thì chúng ta biết ý, cái nguyên tắc sắp xếp ban thờ thì đầu tiên là nếu nhà bạn mà thờ ngay thờ ấy, thì chắc chắn là ban thờ là thường là ban thờ tam cấp hoặc là trên đó sẽ có một cái gian thờ riêng thì người ta mới thờ ngay thờ. Đó. Và cái ngay thờ là một cái vật dụng bao giờ cũng được đặt cao nhất đúng không ạ? Cao nhất nhá. Được đặt cao nhất chính giữa trung tâm. Đó, là đó là cái vị trí của ngay thờ và về cái việc sắp xếp nguyên tắc sắp xếp bàn thờ thì các cụ người ta vẫn có câu đúng không ạ tiền lư hậu đỉnh trung bài vị tức là gì phía trước là lư hương đúng không ạ phía sau là đỉnh đồng và ở giữa thì nó là nó là bài vị à, vậy thì để sắp xếp thế nào cho đúng để ngay thế nào vị trí nào đỉnh đồng ở vị trí nào và lư hương ở vị trí nào để không bị phạm vào lỗi phong thủy khiến cho gia chủ bị tán gia bại sản à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây à, thưa quý vị À, như quý vị đã biết ngai thờ hay còn gọi là ỷ thờ nó có hình dáng như một chiếc ghế ngai thờ thì tượng trưng cho chiếc ghế cao nhất để tổ tiên để ông bà có thể quan sát chứng giám và phù hộ cho toàn bộ con cháu trong gia đình à, cùng với quan niệm là trần sao ông vậy thì người việt qua bao đời vẫn duy trì cái tục lệ là thờ cúng tổ tiên và cái ngai thờ được coi là cái vật linh thiêng à, con cháu thể hiện sự cái lòng tôn kính đối với những người đã khuất nó mang cái ý nghĩa sâu sắc trong cái việc thờ cúng của người việt À, ngai thờ là cái vật linh thiêng chứng giám cho cái lòng thành của con cháu đối với tổ tiên. Bên cạnh đó thì cái ngai thờ hay ý thờ nó tượng trưng cho sự gì cho sự có mặt, sự hiện diện của những người đã khuất trong gia đình. Chiếc ghế cao nhất đó dành riêng cho tổ tiên trong nhà. Cái vật chứng giám cho cái lời thỉnh cầu đấy, của con cháu đối với dòng họ, đối với tổ tiên nhà mình được để được tổ tiên phù hộ độ trì cho. Đấy. À, tại một số cái ngôi đình làng cổ ở những cái chỗ như là Từ Sơn Bắc Ninh hay là ở những cái nơi như là Nam Định thì cũng có một số sách viết rằng Ngai thờ là cái nơi về ngự của tổ tiên, của thần linh Hiểu một cách đơn giản, khi mà có người mất ý, Thì cần một cái nơi vững chắc để ngự lại, để theo dõi con cháu Từ đó sẽ phù hộ độ trì cho con cháu gặp nhiều may mắn, gặp nhiều tài lộc và sức khỏe à, Khi gia đình mà gặp cái vấn đề khó khăn Khi đứng trước bàn thờ gia tiên thì cầu khấn tổ tiên phù hộ để vượt qua được những khó khăn đó thì ngoài ra, trong gia đình có cái chuyện vui, chuyện buồn, đám cưới, đám hiếu, đám hỉ của các thành viên thì đứng trước bàn thờ gia tiên để báo cáo nạp thiên thành viên mới cũng như là chia sẻ những niềm vui, cầu mong sau này được tổ tiên soi sáng, giúp đỡ mọi người, những thành viên mới được hòa nhập và ghi nhận người đó là ở trong họ nhà mình. Đó đó là cái cái ngai thờ đúng không ạ? Vậy thì cái vị trí của ngai thờ như tôi đã chia sẻ đầu tiên ấy thì cái ngai thờ là cái vật linh thiêng, chứng giám cho lòng thành kính của bao thế hệ của dòng tộc nhà mình đúng không ạ? Do vậy cái vị trí ngay thờ phải đặt ở cái vị trí cao nhất, trang trọng nhất và mang ý nghĩa phong thủy. Đặt ngay thờ đúng ở cái vị trí thờ tổ tiên để dễ dàng quan sát, soi soi sáng cho con cháu. Phù hộ độ trì cho con cháu luôn được gặp may mắn và đón tài lộc cũng như là vượng khí cho cho cả gia đình. Và để cho công việc được thuận buồm xuôi gió, đúng không? Tài lộc kéo đến là mầm thì gia chủ cần phải lưu ý khi mà đặt ngay thờ đúng không ạ? thì trên bàn thờ gia tiên ngai thờ được đặt ở giữa ở chính giữa ở cái vị trí cao nhất và trên cùng của bàn thờ Đấy. bên trong của ngai thờ sẽ được đặt cái gì thần phủ cũng như là bài vị tượng trưng và tượng trưng cho cái sự có mặt xuất hiện của người đã khuất của vị, các vị tổ tiên trong gia tộc nhà mình Đấy. đó đó là cái ngai thờ vậy nên cái ngai thờ quý vị nhớ nhé, đặt ở vị trí cao nhất nếu mà là cái bàn thờ tam cấp thì nó đặt ở cái vị trí cao nhất, đúng không ạ? ở trong cái bàn thờ bình thường mà nhà nào mà có gian thờ ấy, à, thì quý vị có thể đặt ở gì ở trên cái gian thờ, cái 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 buồng thờ đấy. đó, đó là cái vị trí đặt của của cái gì của cái ngai thờ nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái đỉnh đồng, đúng không đỉnh đồng hay còn gọi là gì? lưu hương đồng là cái vật tế khí, linh khí trên bàn thờ và được làm bằng chất liệu đồng hay là bằng gỗ bằng sứ. thế trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về đỉnh đồng. Công dụng của đỉnh đồng là dùng để đốt nhang hoặc là đốt trầm hương. Đỉnh đồng thường được đặt trên văn thờ gia tiên, đặt tại đỉnh đền miếu phủ chùa chiền là nghĩa trang, ạ? Thì thời xưa chỉ có nhà vua chúa, quan phủ hoặc các gia đình phú hộ hoặc là thương nhân giàu có thì mới có đủ điều kiện để sắm cái bộ đỉnh đồng này. Bởi đối với họ ấy, thì ý nghĩa của đỉnh đồng có vai trò vô cùng quan trọng, to lớn đối với đời sống tâm linh. Nó là cái vật thể hiện cho gia đình có của ăn của đẻ ở trong nhà. À, việc bố trí ban thờ gia tiên không chỉ đúng nguyên tắc trong phong thủy mà còn cần phải tiện lợi cho cái việc thờ cúng của gia chủ vì vậy cái việc bố trí cái bàn thờ đặt đỉnh đồng trước hay sau bát hương để phù hợp nhất thì cũng cần phải xét về cái bố cục của bàn thờ đúng không? thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái ý nghĩa ý nghĩa của cái đỉnh trong cái việc thờ cúng À, thưa quý vị, trong cái thời đại này thì chúng ta cũng không còn khó để bắt gặp được cái hình ảnh những chiếc đỉnh đồng được thờ trang nghiêm trên ban thờ trong nhà chúng ta đúng không Hoặc là trong đỉnh đền miếu phủ chùa triền hay là trong những cái nhà thờ tổ đúng không Nhà thờ nhà thờ họ. Đấy. đỉnh đồng hay còn được gọi là lư đồng là một trong những vật phẩm không thể thiếu trong cái bộ tam sự hay là bộ ngũ sự đúng không ạ? Đầu tiên khi nhìn vào đỉnh đồng thì các bạn sẽ thấy biểu tượng con nghe ở ngay trên đỉnh đồng, trên nắp đỉnh đồng ấy. Thì là lấy cái biểu tượng của loài chó trung thành giữ nhà cho chủ nhân biểu tượng này mang cái ý nghĩa là xua đuổi tà ma bảo vệ cửa nhà cho gia chủ bên cạnh đó trên mặt đỉnh đồng cũng được chạm khắc những cái họa tiết tinh xảo như phượng rồng bay song nong trồng nguyệt vân vân với cái ý nghĩa là đem đến tài lộc phúc đức cho gia chủ hơn thế nữa cái phần chân của đỉnh đồng được cấu tạo ba chân vững chắc là cái biểu tượng của sự bình yên chấn hưng gia đạo và chấn hưng cái không gian thờ cúng thì xưa kia đỉnh đồng được đặt trong các phủ thờ của vua chúa của quan chức hay của những người giàu sang thể hiện cái sự sang trọng của nhà có của ăn của đẻ Ngày nay thì người ta sử dụng đỉnh đồng để thờ trên bàn thờ để đốt trầm hương là cái cách để con cháu thể hiện cái lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên. Trầm hương thì không chỉ có mùi dịu nhẹ mà còn có thể hiện cái sự thanh khiết và cao quý. Trong phong thủy, trầm hương có khả năng hóa giải những xung khí và tăng cường cái vượng khí cho gia chủ. Để biết được cái ý nghĩa của đỉnh đồng ấy, thì chúng ta cũng cần phải xét về cấu tạo, cấu thành của cái đỉnh đồng. Thì nó bao gồm gì năm bộ phận sau. Một là nắp đỉnh Thì nắp đỉnh đồng thì có hình dáng như một chiếc bát úp Chiếc bát úp ngược Có đục một vài cái lỗ nhỏ để gì Để khi đốt hương thì cái khói nó sông lên Nó sông lên nó tỏa ra xung quanh Phần trên của đỉnh đồng thì được các nghệ nhân có tạo hình một con nghe Đấy. Con nghê ở trên nắp đỉnh để chúng ta cầm cho dễ Hơn nữa nó lại là một cái vật phẩm, là một cái linh vật phong thủy có thể chấn yểm tà ma và xua đuổi những khí xấu Thứ hai là thân của đỉnh đồng à, Thân thì có hình bầu dục hoặc là hình vuông nó phình to ra đúng không ạ? Trên thân có chạm khắc nổi hình sông long chầu nguyệt vân vân hoặc là hình ám hoa xoài vân vân đó. À, thứ ba là chân đỉnh, à, một đỉnh sẽ gồm có ba chân được đúc nguyên khối với thân, Đấy. với cái kích thước chân là khá lớn để có thể tạo độ vững chắc cho cả chiếc đỉnh đó. Một chân đỉnh thì có thể khắc hoa văn hoặc là chạm gì chạm đầu rồng vô cùng là độc đáo. Thứ tư là đế của đỉnh đúng không ạ? Thì đế của đỉnh hình tròn có độ rộng vừa đủ với cái phần thân của đỉnh. Đấy. Trên cái đế thì được các nghệ nhân nó khắc hình cái họa tiết như là ở trên phần thân của đỉnh để tạo sự liên kết với nhau. Ví dụ như là trên thân đỉnh thì là song long trầu nguyệt thì đế cũng có hình dạng dạng là gì? Hình con rồng loại tương tự như vậy. À, thứ năm đó là tai mây được đúc liền với bên thân để tạo thành một chiếc gì? Chiếc đỉnh hài hòa và cân xứng. Đó. Cái tai ở bên để chúng ta có thể nhấc ra được, được dễ dàng hơn. Đó, đó là những cái bộ phận cấu thành nên cái đỉnh đồng. Vậy thì ý nghĩa của đỉnh đồng trong việc thờ cúng là gì đúng không ạ? À, quý vị thân mến, đỉnh đồng không chỉ là cái vật phẩm dùng để trang trí, để thờ cúng Mà đỉnh còn có một cái ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong cái đời sống tâm linh của con người Việt Nam Ý nghĩa ấy được thể hiện cụ thể như sau Công dụng chính của đỉnh ấy là để đốt trầm, để đốt nhang Ở trong những dịp lễ, tết và những ngày rằm mùng một, những ngày quan trọng Hoặc là những khi mà gia chủ muốn xông nhà, muốn xua đuổi những cái tà khí, tạp khí, những uế khí ra khỏi nhà mình Mà theo quan niệm xưa ấy, thì hương thơm chính là cái cách để con cháu thể hiện cái lòng thành kính thể hiện cái sự biết ơn đối với ông bà tổ tiên ý nghĩa của cái đình đồng con được thể hiện là cầu mong con cháu về những cái điều may mắn được thanh tiến trong cái sự nghiệp và bình an trong cuộc sống đốt trầm trong ngày lễ sẽ mang lại cái sự ấm cúng linh thiêng cho cái không gian thờ cúng của gia chủ à, bên cạnh đó thì đình đồng cũng mang cái phần khí dương tượng trưng cho cái hình ảnh của mặt trời chính vì vậy mà nó rất phù hợp để thờ cúng gia tiên thờ cúng các vị thần linh và các bậc thánh thần đúng không? trong ban thờ gia tiên trong ban thờ của các nhà thờ họ cũng như trong đình đền miếu mạo chùa chiền vân vân bên cạnh đó thì ở mỗi chiếc đỉnh đồng thì đều không thể thiếu được hình ảnh con nghe được đúc liền tại cái phần nắp của của đỉnh ấy nghe là con vật hoàn toàn không có thật nó chỉ xuất hiện trong cái truyền thuyết và nghe được tạo hình dựa trên hai con vật đấy thứ nhất là gì con chó giữ thứ hai là con vật sư tử đó. nó vừa là biểu tượng của loài vật canh giữ nhà cho gia chủ lại vừa là chúa tể của sơn lâm nhằm mục đích là xua đuổi tà khí và bảo vệ các gia đình của chủ nhân Phần họa tiết nổi bật nhất ở trên đỉnh đồng không thể thiếu mà không nhắc đến đó là phần thân. Đúng Bộ phận này là nơi mang nhiều ý nghĩa của đỉnh đồng nhất. Thì tại đây các nghệ nhân thường chạm nổi cái hình ảnh lưỡng long trầu nguyệt hoặc là ám hoa xoài đó, biểu tượng cho cái sự cao quý quyền lực. Ở phía trên thì thường có khắc chữ Hán tự đúng ạ, là Phúc Lộc Thọ Khang Ninh. Với ý nghĩa là gì? Đức tài lộc, sức khỏe và bình an cho cả gia đình. À, đặc biệt đỉnh đồng thường được kết hợp với hai hạc và hai trên nến thì gọi là ngũ sự hay là đỉnh với hai hạc hoặc là gì hai chân nến với đỉnh thì gọi là bộ tam sự. À, cái bộ đồng thờ cúng này nó kết hợp với nhau nó không chỉ mang ý nghĩa tạo nên phong thủy độc đáo mà còn giúp cho cái không gian thờ cúng nó trở nên lung linh và huyền ảo cũng như là được linh thiêng hơn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là gì? Chúng ta đặt cái đỉnh đồng ở trước bát hương hay là ở sau bát hương? À, trên thực tế, lâu nay thì vẫn có hai cái quan điểm thờ cúng khác nhau. Đó là đặt đỉnh đồng ở trước bát hương và đặt đỉnh đồng ở sau bát hương. Một số nhà thì thường đặt đỉnh đồng ở phía trước bát hương để làm nổi bật và tôn vinh cái vẻ đẹp của một cái bộ đỉnh đồng và mang cái tính thẩm mỹ cao nhưng lại gì? Nó sẽ gây khó khăn cho cái việc thắp hương đúng không ạ? Đỉnh ở trước mà bát hương phía sau. Cái bát hương thì người ta đang muốn cho ra ngoài đúng không mà mình để cái đỉnh ở phía trước. Để thì khi thắp hương nó sẽ rất rất là khó đúng không ạ? Gia chủ thường thì phải kê ghế cao thì mới có thể đứng lên để thắp hương trên bàn thờ được và nó sẽ gây ra nhiều cái sự bất tiện cho con cháu khi mà muốn thắp hương đến ông bà tổ tiên trong các dịp lễ Tết hoặc là khi muốn bày tỏ cái tấm lòng thành kính của mình khi muốn cầu xin cái điều gì đó. À, không những vậy, nếu mà để đỉnh quá to cái bát hương bé thì nó sẽ gì che lấp mất cái bát hương, nó ảnh hưởng đến không tốt đến cái phong thủy của bàn thờ và làm mất cân xứng giữa các vật phẩm trên bàn thờ. À, tuy nhiên nếu mà quý vị mà thích đặt cái đỉnh ở trước bát hương ấy thì quý vị vẫn có thể đôn thêm cái bộ đế nữa để cho nó cao hơn, cái bát hương nó cao hơn đỉnh. Khi đó thì vẫn có thể để tạm được. À như vậy việc đặt đỉnh đồng ở trước lư hương là điều không nên vì là chúng ta rất là khó có thể tắp hương được đó và hơn nữa nó gây ra nhiều cái sự bất tiện trên bàn thờ và nó cũng không được trang trọng trang nghiêm. À, tốt nhất thì vẫn theo cái quy luật sắp xếp bàn thờ đúng không ạ? Chúng ta nên nhớ khẩu quyết là gì? Tiền lư hậu đỉnh trung bài vị đó tức là phía trước là lư hương phía sau là đỉnh đồng và ở giữa là chúng ta sắp xếp bài vị. Đó. Bài vị thì chúng ta cũng không nên để ở phía sau của đỉnh đồng không ai làm thế cả đúng không ạ? À, vậy nên là gì? Các bạn nhớ là gì? Tiền lưu hậu đỉnh trung bài vị. Vì thế, cái cái lưu đồng, cái đỉnh đồng thường là được để sau bát hương. Đấy, để sau bát hương và tôn cao lên thì khi đó cặp hạc để hai bên nó sẽ vừa trang trọng hơn, vừa trang trọng hơn, vừa linh thiêng hơn. Lại gì? Cái việc thờ cúng và cắm nhang các thứ và sinh hoạt, lau dọn bàn thờ trên bát hương nó cũng dễ dàng hơn. Vậy nên trên bàn thờ thì các bạn hãy để gì? Để cái đỉnh đồng ở đường sau, sau bát hương nhé. Sau bát hương và trước cái gì? trước cái cái ngai cái thờ đấy cái ngai thờ hay cái ỉ thờ nhé à, thưa quý vị à, hiện nay ấy, thì nhiều gia đình bài trí cái bàn thờ gia tiên với đầy đủ các bộ đồ thờ cúng như bộ bằng đồng ngũ sự cuốn thư câu đối cũng như đặt đỉnh đồng đằng sau bát hương để gì để làm nổi bật tất cả cái vật phẩm được thờ cúng trên bàn thờ về mặt thẩm mỹ thì đỉnh đồng đặt sau bát hương sẽ dễ nhìn nhất à, thông thường bát hương có diện tích nhỏ hơn cái đỉnh đồng nên là khi đặt như vậy sẽ bao quát được toàn bộ các vật phẩm ở trên trên bàn thờ đúng không ạ? Nhất là với bàn thờ mà trưng bày vào nhiều đồ vật thờ cúng, khi mà trưng bày lên bàn thờ giá tiền ấy thì chúng ta để đỉnh đồng đằng sau bát hương là hợp nhất. Đó. Và chúng ta cũng khi mà sắp xếp bàn thờ cũng cần phải tuân theo nguyên tắc là gì? Trong cao ngoài thấp, trong tối ngoài sáng. Đó. Thì khi đó chúng ta nhìn đến bàn thờ nhìn nó sẽ được đẹp hơn và trang trọng, trang nghiêm hơn. À, xét về cái ý nghĩa tâm linh ấy, thì sự cân đối giữa các vật dụng thờ cúng sẽ tạo ra cái sự hài hòa, cân xứng, giúp mang lại tài lộc, phúc đức cho gia đình và ảnh hưởng đến phong thủy vận mệnh của người trụ cột trong gia đình. Gia chủ nên đặt đỉnh đồng ở gì chính giữa ban thờ, đằng sau bát hương. À, bên cạnh đó thì hai bên có thể đặt đôi hạc song song với nhau, phía trước bát hương và một số đồ thờ cúng khác như là kỳ thờ, mâm bồng đúng không? và vân vân cũng như là cái lọ hoa ông hương vân vân đó. Thì bát hương được đặt chính giữa phía trước đỉnh đồng sẽ thuận tiện cho cái việc là chúng ta chăm lo cho cái bát hương. À, như thế thì sẽ thể hiện được cái sự quan tâm chú ý của gia chủ đối với ông bà tổ tiên. À, trong tâm linh thì bát hương sạch sẽ thì các tạt nhang cuốn đẹp đầy đủ thì gia đình sẽ êm ấm thu hút được nhiều cái tài lộc và may mắn. Ngay cả với gia đình thờ ba bát hương hay là hai bát hương thì cũng cần phải tuân theo cái nguyên tắc là bát hương trước đúng không ạ? Bát hương trước thì thấp hơn bát hương phía sau và bát hương ở giữa thì cũng phải gì cao hơn bát hương ở hai bên bên cạnh đó khi mà đặt đỉnh đồng ấy, thì quý vị gia chủ cũng nên tránh dùng cái bát hương quá to vì nó sẽ che mất cái bộ đỉnh che mất cái bộ tam sự ngũ sự mà quý vị nên chọn cái bát hương nhỏ vừa phải đấy, nhỏ hơn đỉnh đồng để làm nổi bật cái đỉnh đồng và nổi bật cái không gian thờ cúng của cái bàn thờ gia tiên đó đó là cái bát hương đúng không ạ thì tốt nhất gia chủ nên chọn cái bát hương có kích thước cao bằng 2 phần 5 2 phần 5 cái đỉnh đồng đó so với đỉnh đồng thì là đẹp nhất khi đặt vào thì chúng ta sẽ vẫn tạo được cái thế là gì trong cao ngoài thấp trong tối ngoài sáng và nhìn cái được cái đỉnh đồng nó được trang trọng và được uy nghiêm hơn đó đó là nguyên tắc sắp xếp à, như vậy là tôi đã vừa trả lời câu hỏi của bạn về cái cách đặt đỉnh đồng và lưu hương như thế nào và cái ý thờ như thế nào đúng không à, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mọi đóng góp ý kiến của quý vị thì quý vị có thể comment xuống bên dưới tôi sẽ trả lời cùng quý vị và các bạn hoặc là quý vị có thể gửi về email là đạo sĩ tử thông.official.com. À, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.